Câu hỏi của chị Lê Ngân, con trai con 9 tuổi hay bị chảy máu cam thì có thể hỗ trợ được không ạ? Vâng, cái đó thì dễ lắm, khi học chừng mấy lần là xong rồi, là nó cơ thể mình nó điều chỉnh lại là nó không còn chảy máu cam nữa đâu, có rất là dễ. Vâng ạ. Hết luôn, không còn dính dính là hết luôn, không còn chảy máu cam nữa.